Thì tôi xin phép được chia sẻ với quý bạn đồng nghiệp về vấn đề bệnh lý mạch máu trong năm 2019. Thì trước hết chúng ta phải hiểu là cái bệnh lý mạch máu thì là những cái bệnh lý gì? Đó là những cái bất thường bẩm sinh hoặc mắc phải của hệ thống mạch máu, mà bao gồm cả hệ thống động mạch, tĩnh mạch, mạch bạch huyết và vi tuần hoàn. Chuyên ngành mạch máu là một chuyên ngành đa ngành và nó cần sự phát triển cũng như là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Chúng ta thấy bệnh mạch máu có thể ở bệnh ở hệ động mạch này, hệ tĩnh mạch, hệ bạch huyết, các bệnh mạch máu hiếm. Và bên cạnh các bác sĩ nội khoa về mạch máu thì chúng ta rất cần sự hiện diện của bác sĩ phẫu thuật mạch máu, các bác sĩ can thiệp mạch máu và các cái chuyên khoa khác từ chẩn đoán cho đến điều trị đồng hành với chúng ta trong suốt cái thời gian theo dõi và điều trị cho bệnh nhân bị bệnh mạch máu nói chung. Thì lần lượt ở từng lĩnh vực thì chúng ta thấy là năm vừa rồi hoặc là một vài năm vừa rồi có những cái điểm nhấn quan trọng nào. Thì có thể là chúng ta thấy là cái lĩnh vực mạch máu nó rộng quá và các nghiên cứu thì vô cùng nhiều. Các cái hội nghị, hội thảo liên quan đến bệnh lý mạch máu cũng vô cùng phong phú. Tuy nhiên những cái điểm mấu chốt thì cũng không nhiều lắm, mà nó có tính chất là nó thay đổi hẳn cái quan điểm hay là các cái thái độ điều trị của các bác sĩ thì nó cũng không phải là quá nhiều. Thứ nhất và quan trọng nhất đó là sự điều chỉnh lại, hay còn nói hơn là sự cập nhật của Hội Tim Mạch Châu Âu về khuyến cáo chẩn đoán và điều trị thuyên tắc phổi cấp. Chúng ta thấy rằng là khá là, chúng ta nhìn lại lịch sử thì chúng ta thấy rằng là khá là nhanh, đúng không ạ? Năm 2014 đã có khuyến cáo về thuyên tắc phổi cấp và đến năm 2016 Hội Phẫu thuật và bác sĩ lồng ngực Hoa Kỳ cập nhật về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nói chung và trong đó có thuyên tắc phổi, và đến 2019 thì chúng ta có khuyến cáo mới về chẩn đoán điều trị thuyên tắc phổi cấp, cập nhật những cái bản trước đó. Trước đó thì chúng ta thấy năm 2000 có một bản, năm 2008 có một khuyến cáo và mãi 6 năm sau mới có một khuyến cáo nữa. Vậy trong vòng 5 năm thì những gì mà chúng ta cần phải nắm được? Theo chúng tôi thì có những cái, những điểm quan trọng nhất liên quan đó là gì? Đó là cái định nghĩa lại về vấn đề là bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp mà huyết động không ổn định. Trước chúng ta chỉ xác định đó là bệnh nhân tụt áp kéo dài, đúng không ạ? Tụt huyết áp kéo dài. Thế nhưng ở đây thì nó bao gồm 3 vấn đề. Một là bệnh nhân ngừng tim, đòi hỏi chúng ta phải hồi sinh tim phổi. Hai là bệnh nhân có sốc, tụt huyết áp và kèm theo các cái dấu hiệu của giảm tưới máu chi, là giảm tưới máu cơ quan đích. Và thứ ba là tụt huyết áp kéo dài. Tại sao việc phân loại cái nhóm, định nghĩa rõ ràng cái nhóm huyết động không ổn định lại quan trọng như vậy? Bởi vì cái sự thay đổi của cái mức độ khuyến cáo, cái sự thay đổi về điều trị, về cái thái độ điều trị của chúng ta so với năm 2014 liên quan đến điều trị tiêu sợi huyết. Tiêu sợi huyết với hai phác đồ cổ điển và phác đồ gọi là liều thấp được khuyến cáo năm 2019 ở cấp độ 1 dành cho những bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp và huyết động không ổn định. Còn đối với những bệnh nhân mà không có khả năng tiêu sợi huyết thì chúng ta cũng có thể áp dụng, tức là chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta áp dụng phẫu thuật lấy huyết khối hoặc hút huyết khối qua cateter. Và cái chỉ định này đến năm 2019 là nó là chỉ định 2A, 2014 là chỉ định 2B. Ngoài ra, trong cái khuyến cáo năm 2019 thì Hội Tim Mạch Châu Âu nhấn mạnh một số điểm liên quan đến chẩn đoán. Ví dụ như là cái ngưỡng chẩn đoán của Dedime nó thay đổi, bởi vì nó thay đổi theo lứa tuổi. Dedime cũng thay đổi theo lứa tuổi, do vậy cái ngưỡng để chẩn đoán đối với Dedime cũng thay đổi. Hai nữa là nếu chúng ta sử dụng, thực ra là cái ý thứ hai, tức là nếu chúng ta dùng siêu âm để chúng ta đánh giá để có huyết khối tĩnh mạch hay không, để giúp cho hỗ trợ trong chẩn đoán phổi, chẩn đoán thuyên tắc phổi, thì cái này năm 2016 thì trong cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam đã có cái sự thay đổi. Chúng ta nhìn thấy cái phác đồ về chẩn đoán thuyên tắc phổi và điều trị thuyên tắc, thái độ xử trí thuyên tắc phổi, thì là chúng ta đã chủ động, chúng ta đưa cái vai trò của siêu âm đẻ vào trong cái quy trình để chẩn đoán. Và ở đây thì người ta đến năm 2019 thì khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu thì chính thức có cái dòng là chúng ta phải, nếu chúng ta sử dụng siêu âm và chúng ta có thể sử dụng siêu âm trong cái phác đồ để chẩn đoán, thì chúng ta phối hợp với các cái bảng thang điểm đánh giá nguy cơ, ví dụ ở Geneva, để có hướng điều trị. Tiếp đó
vai trò đánh giá vai trò của cái rối loạn chức năng thất phải. Chúng ta nhìn về cái sinh lý bệnh của thuyên tắc phổi cấp thì chúng ta thấy là cái rối loạn chức năng thất phải là những cái điểm rất là quan trọng, và nó không phải chỉ đánh giá dành cho những bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ là ở cái thuyên tắc phổi ở cái mức độ cái nguy cơ trung bình cao, mà đối với những bệnh nhân mà PERCY thấp hoặc là S-PERCY, tức là PERCY đơn giản hóa rất thấp bằng không, chúng ta vẫn phải đánh giá chức năng thất phải, hoặc là chúng ta bằng các cái công cụ chẩn đoán hình ảnh ví dụ như trên phim chụp cắt lớp, hoặc là chúng ta dùng siêu âm, và người ta còn nhấn mạnh đến vai trò siêu âm thực quản tại giường để đánh giá về chức năng thất phải. Về điều trị trong pha cấp thì rất nhiều các cái nghiên cứu trong thời gian gần đây đã ủng hộ cho việc là chúng ta, nếu chúng ta lựa chọn thuốc chống đông đường uống là lựa chọn đầu tiên đối với điều trị thuyên tắc phổi cấp, thì lựa chọn đầu tiên của thuốc chống đông đường uống là thuốc chống đông không kháng vitamin K, bao gồm apixaban này, dabigatran này, edoxaban, rivaroxaban, vân vân. Và đối với những bệnh nhân mà thuyên tắc phổi thì chúng ta cần phải có một cái đội ngũ nhiều chuyên khoa cùng hội chẩn và theo dõi điều trị của bệnh nhân. Với những trường hợp bệnh nhân mà có ngừng tim, bệnh nhân buộc phải ECMO thì chúng ta có thể phối hợp giữa ECMO cộng với phẫu thuật hoặc là hút huyết khối, can thiệp hút huyết khối qua cateter với những bệnh nhân thuyên tắc phổi có chỉ định. Về điều trị lâu dài thì đây là một cái điểm rất là thú vị là gì ạ? Là nếu như chúng ta xác định được cái nhóm nguyên nhân thuyên tắc phổi là do hội chứng kháng phospholipid thì thuốc chống đông được lựa chọn ở đây là kháng vitamin K chứ không phải là NOAC. Đối với những trường hợp mà thuyên tắc phổi chúng ta không tìm được yếu tố nguy cơ, chúng ta không tìm được yếu tố thúc đẩy, tức là vô căn, thì chúng ta khuyến cáo là điều trị chống đông kéo dài. Với những trường hợp mà chúng ta bệnh nhân của chúng ta có thuyên tắc phổi cấp mà có yếu tố thúc đẩy có thể đảo ngừa được hoặc là thoáng qua trong một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ cân nhắc xem là chúng ta có cần phải điều trị kéo dài hay không. Và có một cái nghiên cứu là Einstein Choice, trong đó thì một cái nghiên cứu đa trung tâm đa quốc gia, trong đó thì Việt Nam và Viện Tim Mạch có tham gia vào cái nghiên cứu này, thì dựa vào kết quả của nghiên cứu này đến đối với Riosaban thì ở trong khuyến cáo người ta khuyến cáo là gì? Nếu như bệnh nhân mà sau 6 tháng điều trị chống đông hiệu quả với liều hiệu quả bằng ví dụ như Riosaban thì ngoài 6 tháng chúng ta cân nhắc để chúng ta điều trị kéo dài nhưng với liều thấp và cái hiệu quả nó cao hơn hẳn đối với bệnh nhân mà dùng placebo. Liều thấp đối với Riosaban bởi vì chúng ta chỉ có Riosaban thôi thì liều thấp Riosaban ở đây là 10mg. Trong khuyến cáo cũng nhấn mạnh hơn về vấn đề chẩn đoán và điều trị thuyên tắc phổi cấp ở phụ nữ có thai. Và thuốc điều trị được lựa chọn đối với phụ nữ có thai bị thuyên tắc phổi cấp ở đây chính là heparin trọng lượng phân tử thấp mà chúng ta tính theo cân nặng, theo dõi APTT, theo dõi Anti-10A. Một số các cái thủ thuật mà chúng ta phải chú ý, ví dụ như gây tê tủy sống, màng cứng, vân vân, thì chúng ta phải xem xét, ở đây người ta nói về vấn đề là xem xét cái thời điểm tiêm mũi Lovenox cuối cùng hay là khởi động lại cái tiêm Lovenox sau khi mà bệnh nhân đã được gây tê ngoài màng cứng. Đặc biệt là NOAC thì không được chỉ định đối với phụ nữ có thai và trong thời gian cho con bú. Cái này thì chúng ta cũng đã biết rồi. Đấy là thuyên tắc phổi cấp. Thế còn thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cấp thì sao? Ở đây thì chúng ta thấy là có các cái biện pháp để điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cấp kinh điển thì là điều trị chống đông bằng đường tiêm và hoặc đường uống, đúng không ạ? Với các cái chế phẩm khác nhau. Về điều trị can thiệp, tiêu sợi huyết qua đường toàn thân thì chúng ta không nhắc tới bởi vì là cái tỷ lệ biến chứng quá cao và hiệu quả thấp, cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ là không hợp lý. Nhưng đối với tiêu sợi huyết tại chỗ và hoặc kèm theo dụng cụ hút huyết khối thì vai trò của cái phương pháp này ra sao? Một cái nghiên cứu rất được mong đợi, gần 700 bệnh nhân, 692 bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới đoạn gần, tức là tầng đùi khoeo hoặc là tầng chậu đùi được lựa chọn vào trong nghiên cứu. Tại sao người ta lại lựa chọn cái việc là nhóm huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới cấp đoạn gần, cân nhắc việc là điều trị chống đông đơn thuần hay là
điều trị can thiệp phối hợp với chống đông. Vì sao như vậy? Bởi vì người ta thấy rằng cái tỷ lệ bị cái hội chứng hậu huyết khối, tức là suy tĩnh mạch sâu sau khi bị huyết khối tĩnh mạch, ở các bệnh nhân đã từng có tiền sử thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch rất cao. Tùy vào từng cái chỉ, tùy vào từng cái tiêu chí đánh giá mà cái tỷ lệ này theo các báo cáo lâm sàng là nó lên từ dao động từ 20% cho đến 100%, và nó có thể xuất hiện ngay từ 6 tháng sau khi mà bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu chỉ dưới cấp. Thế vậy thì cái nghiên cứu này người ta đặt ra câu hỏi là liệu so với những bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở đoạn gần có triệu chứng mà chỉ điều trị chống đông đơn thuần, thì cái nhóm phối hợp chống đông với các biện pháp can thiệp hay tiêu sợi huyết tại chỗ có hiệu quả hơn không? Lấy cái tiêu chí đánh giá chính đó là các cái thang điểm về đánh giá cái triệu chứng của hội chứng hậu huyết khối sau 24 tháng theo dõi, cũng như là các cái thang điểm về chất lượng cuộc sống, các cái thang điểm độ nặng của bệnh lý tĩnh mạch. Kết quả được công bố cách đây khoảng hơn một năm, thì người ta thấy rằng là giữa cái nhóm mà nhóm 1 được coi là nhóm 1 là cái nhóm mà can thiệp cộng với thuốc chống đông, và nhóm 2 là nhóm điều trị chống đông đơn thuần, thì không có sự khác biệt về tỷ lệ bị hội chứng hậu huyết khối giữa hai nhóm. Nhóm 1 là 47% và nhóm 2 là 48%. Tuy nhiên ở cái nhóm mà điều trị tiêu sợi huyết tại chỗ thì cái nguy cơ cái biến chứng chảy máu lại cao hơn hẳn so với cái nhóm chỉ điều trị chống đông đơn thuần, và tỷ lệ chảy máu trong vòng 10 ngày sau khi dùng ở nhóm 1 là 1,7%, nhóm 2 chỉ có 0,3%. Và vì vậy cái khuyến cáo để mà điều trị can thiệp tại chỗ với bệnh nhân bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới cấp đoạn gần là chúng ta vẫn còn treo lơ lửng, chưa được nâng cấp lên thành cái cấp độ là 2A chẳng hạn, hoặc là 1 chẳng hạn thì chưa. Thế còn bệnh lý tĩnh mạch mạn tính chi dưới thì sao? Tức là suy tĩnh mạch. Bệnh lý tĩnh mạch mạn tính chi dưới thì chúng ta thấy là có hai nhóm, hoặc là suy tĩnh mạch nông, tức là tĩnh mạch hiển, hoặc là suy tĩnh mạch sâu hậu huyết khối. Chúng ta đã biết các biện pháp can thiệp để điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới rồi, đúng không ạ? Kinh điển, bây giờ thì được coi là kinh điển rồi, bởi vì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian khá là dài đối với viện tim mạch là gần chục năm rồi, để áp dụng sóng cao tần hay là laser nội tĩnh mạch điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới. Nhưng có một cái biện pháp rất thú vị, đó là gì ạ? Siêu âm mà cường độ cao, siêu âm hội tụ cường độ cao, tức là HIFU đấy, để điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới thì sao? Thì chúng ta, nếu chúng ta tìm hiểu một chút thì chúng ta thấy là cái siêu âm hội tụ cường độ cao này chủ yếu được áp dụng trong cái nhóm bệnh nhân bị ung thư và các cái trường hợp ở một số các cái cơ sở thẩm mỹ, nhưng mà là cái máy khác. Thế thì nguyên lý của cái này là nó sử dụng sóng siêu âm, nó vượt qua cái lớp mô dưới da để nó tập trung vào các cái tổ chức nhiều collagen như là mạch máu, đặt ở đây là tĩnh mạch, và sau đó thì nó đốt từng điểm một, nó rất nhỏ như hạt gạo để điều trị, nó đóng cái mạch tĩnh mạch lại, bệnh lý lại. Và ưu điểm của nó là gì ạ? Đối với cái phương pháp này, đối với kim pháp và laser này thì chúng ta lại phải gây tê xung quanh, tức là chúng phải chọc vào người bệnh nhân để gây tê, đúng không ạ? Sau đó thì cái nhiệt năng rất là cao, trên 100 độ. Và cái thứ ba nữa là sau đó chúng ta lại phải ép để đảm bảo cái kết quả. Nhưng cái phương pháp này thì hoàn toàn không xâm lấn này, không đau này, không phải ép này, bệnh nhân dậy được ngay lập tức. Cái báo cáo thực nghiệm, báo cáo thực nghiệm trên chuột, báo cáo đầu tiên là được công bố cách đây khoảng 9 năm. Chúng ta nhìn thấy các cái điểm, chúng ta nhìn thấy các cái điểm ở đây, các cái điểm mà được tắt hoàn toàn. Và đến năm cách đây hơn một năm thì báo cáo đầu tiên được các tác giả người Áo công bố trên bệnh nhân, tức là chính thức được áp dụng trên bệnh nhân. Nhưng đây cũng là cái công bố đầu tiên đối với 50 bệnh nhân suy tĩnh mạch, trong đó thì 74% là bệnh nhân suy tĩnh mạch giai đoạn nặng, tức là có biến chứng rối loạn sắc tố cho đến là loét, và 62% là bệnh nhân bị tái phát suy tĩnh mạch sau khi đã được điều trị bằng các phương pháp khác, ví dụ như là gây sơ, ví dụ như laser, vân vân.
thì kết quả của tất cả các cái nhóm bệnh nhân này thì họ chưa công bố, nhưng mà họ công bố từng ca một thì thấy là kết quả rất là ngoạn mục. Một cái nghiên cứu nữa liên quan đến loét do nguyên nhân tĩnh mạch, thì chúng ta biết là loét do nguyên nhân tĩnh mạch chiếm đến 60-70% tổng số các bệnh nhân bị loét do các nguyên nhân khác nhau. Tức là loét do nguyên nhân tĩnh mạch là nguyên nhân chính gây ra loét chi dưới ở bệnh nhân. Và cả ở Anh, cả ở Mỹ thì người ta đều đưa ra các cái báo cáo về tài chính. Mỗi một năm họ tốn khoảng 1 tỷ đô la hoặc xấp xỉ 1 tỷ bảng Anh để điều trị cho bệnh nhân bị loét do nguyên nhân tĩnh mạch. Và có một cái nghiên cứu IVRA năm ngoái, cái nghiên cứu này người ta đặt vấn đề là với những bệnh nhân bị loét do nguyên nhân tĩnh mạch, tức là bệnh nhân ở giai đoạn C6 theo phân loại SHIP, nếu như can thiệp sớm thì có tốt hơn là một cái điều trị can thiệp mà chúng ta chỉ khởi động can thiệp sau khi chúng ta đã có một thời gian nhất định chúng ta băng ép, chúng ta điều trị nội khoa, các cái biện pháp điều trị nội khoa ở bệnh nhân loét rồi chúng ta mới can thiệp hay không? Can thiệp sớm là can thiệp trong vòng có 2 tuần thôi kể từ thời điểm chẩn đoán. Thì ta thấy rằng là gì? Đối với nhóm mà can thiệp sớm thì thời gian trung bình để chữa lành vết loét có 56 ngày thôi. Trong khi cái nhóm mà can thiệp thường quy đấy, trì hoãn đấy, 82 ngày. Và tỷ lệ lành vết loét theo dõi đến tuần thứ 24 ở cái nhóm này là 85,6%, còn ở cái nhóm mà điều trị trì hoãn là 76,3%. Và nghiên cứu này, từ cái nghiên cứu này các tác giả khuyến cáo là đối với những bệnh nhân mà được chẩn đoán loét do nguyên nhân tĩnh mạch thì cần phải được gửi nhanh chóng đến các bác sĩ chuyên khoa mạch máu để đánh giá chính xác, không phải chỉ có tổn thương mà đánh giá cơ chế và đưa ra các cái giải pháp can thiệp để điều trị sớm loét do nguyên nhân tĩnh mạch. Đây là cái kết quả của các tác giả công bố trên New England. Do suy van tĩnh mạch dẫn đến là gì? Tăng áp lực tĩnh mạch, rối loạn sắc tố chủ yếu là xung quanh. Chúng ta biết là cái nơi nào áp lực tĩnh mạch cao nhất thì nơi đấy sẽ bị loét, đúng không ạ? Đó là xung quanh cổ chân. Và cái loét do nguyên nhân tĩnh mạch là một cái loét gì ạ? Rất rộng, rất nông, không đau nhưng cực kỳ khó điều trị. Cũng liên quan đến suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới nhưng lại là nhóm bị suy tĩnh mạch sâu, tức là những bệnh nhân có tắc mạn tính tĩnh mạch tầng chậu đùi, thì cái điều trị mà can thiệp để là gần làm tái thông mạch máu kết quả ra làm sao, thì người ta tổng kết trong khoảng từ 5 đến 7 năm ở 23 nghiên cứu trên 2.288 bệnh nhân, thì người ta thấy rằng là gì ạ? Tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật lên trên 90%. Tỷ lệ gọi là thông stent tĩnh mạch sau 1 năm là rất cao, 97%, 2 năm 93% và 4 năm vẫn là một nửa. Về vấn đề bệnh lý bệ bạch huyết thì chúng ta vẫn thấy rằng là để bệnh lý bệ mạch huyết thì khoảng 25% là bệnh lý phù mạch mạch bẩm sinh và 75% là phù mạch mạch thứ phát sau điều trị ung thư, phẫu thuật, này, xạ trị, vân vân, chấn thương. Thế thì cái điều trị cơ bản là điều trị dẫn lưu bạch mạch bằng tay, đúng không ạ? Tức là điều trị bằng massage. Thì cái kết quả năm ngoái có một cái kết quả công bố mà người ta cũng làm cho các chuyên gia về vật lý trị liệu chức năng là hơi bàng hoàng một tí. Bởi vì người ta thấy rằng là trong cái nghiên cứu này thì các tác giả ở Hà Lan lựa chọn
160 bệnh nhân phù bạch mạch sau điều trị ung thư vú và chia làm nhóm hoặc là nhóm gọi là massage bằng tay hoặc là nhóm chỉ theo dõi đơn thuần, thì thấy rằng là theo dõi sau 12 tháng, sau 24 tháng, sau 60 tháng và đánh giá bằng lâm sàng và đánh giá bằng kích thước của chi thì thấy rằng không có sự khác biệt. Tức là họ kết luận là theo dõi lâu dài thì dẫn lưu bạch mạch bằng tay là không có hiệu quả, ít nhất là với cái nhóm mà phù bạch mạch sau điều trị ung thư vú. Và năm ngoái thì cũng các tác giả của Bỉ là người ta khởi động ngay một cái nghiên cứu là gì ạ? Họ dẫn lưu bạch mạch nhưng mà lại có hướng dẫn của nội soi hình quang, tức là dựa vào cái hình ảnh chụp bạch mạch để người ta xem là cái vị trí tắc nghẽn ở đâu mà người ta sẽ dẫn lưu theo cái đó. Thì nghiên cứu này cũng chia làm hai nhóm. Nhóm 1 là điều trị dẫn lưu bạch mạch dưới hướng dẫn nội soi và nhóm 2 là điều trị dẫn lưu bạch mạch thông thường. Nghiên cứu này chưa có kết quả, chỉ ngoài chờ đợi kết quả trong thời gian tới. Về bệnh lý động mạch mạch biên thì đây là bệnh lý động mạch mạch biên, chúng ta biết là ở viện tim mạch thì giáo sư Phạm Mạnh Hùng giao cho bác sĩ Đinh Huỳnh Linh và một số bác sĩ khác trong nhóm can thiệp, ví dụ như là bác sĩ Bá Hiếu, bác sĩ Thận, tập trung về cái nhóm bệnh động mạch ngoại biên. Trong đó bác sĩ Huỳnh Linh là can thiệp rất nhiều bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên và đi rất nhiều các cái hội nghị. Thì trong năm 2019 tôi có đề nghị anh Linh tổng kết lại về cái vai trò các cái nghiên cứu liên quan đến bệnh động mạch ngoại biên. Thì cái lớn nhất, nghiên cứu lớn nhất đó là gì ạ? Vai trò của dụng cụ phủ thuốc paclitaxel trong can thiệp bệnh động mạch ngoại biên. Thì ta thấy rằng là trong một cái nghiên cứu ở theo dõi 5 năm thì người ta thấy rằng là gì? Dường như là theo cái công bố này thì là những bệnh nhân mà dùng stent phủ thuốc hay là bóng phủ thuốc thì tỷ lệ tử vong, bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mà điều trị bằng cái stent hay bóng phủ thuốc thì tỷ lệ tử vong cao hơn, làm tăng cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Tuy nhiên trong nghiên cứu thực, bệnh nhân đời thực, ví dụ như đây là một cái công bố của các tác giả Đức, thì có hơn 64.000 bệnh nhân và hơn 23.000 bệnh nhân được sử dụng dụng cụ phủ thuốc thì thấy rằng là không thấy có tăng tỷ lệ tử vong. Và trong hội nghị TCT năm 2019 cũng nhấn mạnh về cái tính an toàn của stent và bóng phủ thuốc trong can thiệp bệnh động mạch ngoại biên. Về lâu dài là không làm tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên được can thiệp bằng những dụng cụ này. Không những thế, kết quả này còn rất là kết quả sử dụng gọi là bóng phủ thuốc còn rất tốt đối với những bệnh nhân mà điều trị hẹp cầu nối thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân suy thận mạng. So với cái nhóm chỉ nong bằng bóng đơn thuần thì ở cái thời điểm 180 ngày thì cái tỷ lệ còn thông của cái cầu nối là 86%, so với nhóm kia nhóm chứng nhóm nong bóng đơn thuần là 68,9%, sau 210 ngày thì là 81,4%, so với nhóm kia là 59%. Tiếp đến là một số các cái dụng cụ mới, ví dụ như stent tự tiêu trong điều trị tổn thương dưới gối thì cũng cho kết quả rất là tốt với tỷ lệ thành công là lên đến 95% và không có bệnh nhân nào trong nhóm này phải cắt cụt chi. Các cái sử dụng gọi là stent graft động mạch hóa tĩnh mạch dùng cái hệ thống và lymphflow để điều trị tổn thương mạch máu tầng dưới gối cũng cho những cái kết quả được báo cáo trong năm vừa rồi là rất tốt. Cuối cùng là liên quan đến bệnh lý mạch máu hiếm thì có một điểm mới, đó là phân loại năm 2018 của Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu về Bất thường mạch máu. Trong đó thì người ta định danh lại một số các cái danh pháp liên quan đến ví dụ như là u mạch máu, dị dạng mạch máu ở cái nhóm đơn giản hay phối hợp, dị dạng mạch máu đơn thuần hay là có phối hợp với các cái tổn thương khác, và có một nhóm dị dạng mạch máu không phân loại được thì người ta xếp riêng ra. Như vậy là chúng tôi xin trình bày xong cái phần về bệnh lý mạch máu trong năm 2019. Xin trân trọng cảm ơn.